Thưa quý vị, thưa các bạn, tiết kiệm điện nói chung và tiết kiệm điện trong các cơ quan, công sở, hành chính, sự nghiệp nói riêng tại Việt Nam phải được thực hiện lâu dài trong suốt quá trình tiêu thụ điện, chứ không phải chỉ thực hiện vào thời gian cao điểm hè. Lượng điện năng tiêu thụ tại khu vực này chiếm tỷ lệ khá lớn trong tiêu dùng điện. Vì vậy, việc sử dụng điện tiết kiệm ngày càng trở nên cần thiết và phải được các đơn vị triển khai mạnh mẽ hơn. Điện sử dụng trong các cơ quan, công sở không phải là điện trong sinh hoạt gia đình, mà là điện phục vụ cho các công tác của cán bộ công nhân viên trong cơ quan. Vì vậy, giải pháp kỹ thuật về tiết kiệm điện vừa phải đảm bảo tiết kiệm có hiệu quả, lại vừa đảm bảo môi trường làm việc có hiệu quả của cán bộ công nhân viên trong cơ quan, công sở. Khi tiến hành tiết kiệm điện, việc đầu tiên của các cơ quan công sở phải tổ chức kiểm tra nắm tình hình thực tế về sử dụng điện trong toàn cơ quan. Trung tâm Hành chính công của tỉnh Quảng Ninh là một trong những tòa nhà lớn của tỉnh Quảng Ninh đã đi đầu trong công tác tiết kiệm điện. Tòa nhà này áp dụng các giải pháp tiết kiệm thông qua việc ứng dụng các thiết bị có công nghệ hiện đại, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng trong giờ cao điểm. Hàng năm, đơn vị đã tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nâng cao nhận thức trong việc sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, các quy định của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn luật, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm. Tập thể ban lãnh đạo trung tâm hàng năm đều chỉ đạo là phải xây dựng cái kế hoạch tiết kiệm điện tại trung tâm với nhiều giải pháp rất là đồng bộ, thực hiện việc cắt các thiết bị điện sau khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, tận dụng những cái nguồn điện ánh sáng từ thiên nhiên, và chúng tôi thực hiện việc cắt giảm 50% đối với các thiết bị điện ở khu vực hành lang, ở khu vực tầng hầm. Chúng tôi đã thực hiện việc cài đặt các chế độ mát của điều hòa từ 26 độ trở lên. Trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng là một ví dụ điển hình trong việc đẩy mạnh tiết kiệm điện. Việc làm này được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện bằng các giải pháp như tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, tắt điện khi ra khỏi phòng, tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên, tiết giảm bớt lượng điện chiếu sáng ở các khu vực công cộng, phòng làm việc, hạn chế sử dụng điều hòa, thay tất cả các bóng đèn tròn sợi đốt bằng các loại bóng đèn tiết kiệm điện. Ủy ban Nhân dân phường còn tăng cường phối hợp với ngành điện và các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Đối với trụ sở là cơ quan làm việc của mình đấy, luôn luôn phải quán triệt tới cán bộ công chức rồi là phải sử dụng điện làm sao nó phải là tiết kiệm. Khi không sử dụng là phải tắt, khi ra khỏi phòng là phải không làm việc là phải tắt hết điện, đảm bảo cả công tác phòng cháy và đảm bảo cả vấn đề tiết kiệm điện nữa, kể cả vấn đề sử dụng điều hòa cũng đề nghị cán bộ công chức là để phải từ 26 độ trở lên để hạn chế tiết kiệm và không sử dụng khi không cần thiết. Thời gian qua, Sở Công Thương thành phố Hải Phòng đã phối hợp với ngành điện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Sở đã tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, chủ động xây dựng phương án sử dụng điện đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trình Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định và giao các đơn vị thực hiện. Riêng các tháng cao điểm nắng nóng, Sở đã đề nghị ngành điện thực hiện trích xuất dữ liệu đo xa để lập bảng thống kê sản lượng điện tiêu thụ hàng tuần. Toàn thể các cái cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị công sở trên địa bàn thành phố cũng đã hưởng ứng sâu rộng đến cái nhằm để triển khai cái công tác tiết kiệm điện này. Cái giải pháp của chúng tôi là phải xác định đầu tiên là cái công tác tuyên truyền này, nâng cao nhận thức là cái nhiệm vụ trọng tâm. Và bên cạnh đó thì cũng có cái giải pháp đề nghị thành phố nghiên cứu và cũng có những cái thưởng phạt, ví dụ như chế tài rồi đánh vào cái thi đua của từng đơn vị. Năm 2024 vẫn được dự báo là năm khó khăn về nguồn điện, đặc biệt là các tháng mùa khô. Vì vậy, việc sử dụng điện tiết kiệm vào thời gian cao điểm hè là vô cùng cần thiết. Để thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, thì việc tiết kiệm điện tại các cơ quan, công sở có một vai trò hết sức quan trọng. Chúng ta biết rằng là từ năm 2023 và dự kiến là đến năm 2025 và một số năm nữa thì việc cung ứng điện của Việt Nam sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức do cái diễn biến khó lường của hiện tượng biến đổi khí hậu. Bên cạnh các cái hoạt động tuyên truyền, vận động rồi đi kiểm tra, giám sát về việc tăng cường tiết kiệm điện đối với các cái đối tượng của chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ, thì Bộ Công Thương chúng tôi cũng chú trọng đổi mới
các cái công tác về thực hiện tăng cường tiết kiệm điện. Đến nay, việc tiết kiệm điện đã dần trở thành thói quen hàng ngày của cán bộ, nhân viên tại các cơ quan, công sở hành chính sự nghiệp trên cả nước. Qua đó đã tiết kiệm đáng kể các khoản chi phí thường xuyên của ngân sách nhà nước để ưu tiên chi đầu tư phát triển, góp phần phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và góp phần giảm mức tiêu thụ điện năng, giảm khí thải ô nhiễm ra môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.